Một chiếc laptop văn phòng phục vụ các tác vụ đơn giản hàng ngày như office, lướt web, xem phim thì chiếc laptop Acer A33 A315 này còn có thể sử dụng Photoshop này đi luôn một cách mượt mà trơn tru. Và xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom. Khoác trên mình một chiếc vỏ nhựa đây, đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng, với màu bạc được thiết kế trên chiếc laptop Acer A33 A315 này. Và với cái khối lượng là 1,7 kg, cực kỳ nhẹ cho chúng ta thuận tiện trong việc mang đi học này, đi làm này. Đấy. Ngoài ra, máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 12 dòng U tiết kiệm điện năng, RAM 8GB chuẩn DDR4 và ổ cứng SSD giúp khởi động và lót ứng dụng một cách nhanh chóng. Và với màn hình rộng lớn như thế này thì cái không gian làm việc hay là chỉnh sửa video hay là thực hiện các tác vụ ở Photoshop hay Illume thì cực kỳ đơn giản. Nhìn chung thì chiếc laptop Acer A33 A315 này cực kỳ gọn nhẹ này, cùng với đó là tiết kiệm điện năng và sử dụng được nhiều phần mềm nặng. Không bao giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.